Chào mừng các bạn quay trở lại. Nội dung này chúng ta sẽ thực hiện cái phần cuối cùng của cái bài C cộng cộng áp dụng kỹ năng chồng toán từ. Chúng ta thực hiện nạp chồng các toán từ liên quan đến các phép toán so sánh hai phân số như là phép bằng, so sánh lớn hơn và nhỏ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một chút về cái bài ý trước, đó là thực hiện nạp chồng toán từ cộng trừ nhân chia, và chúng ta sau khi nhập vào cái kết quả chúng ta sẽ được là như thế này. Tức là chúng ta đã có được cái phân số nhập xuất và cộng trừ nhân chia bằng cái việc là thực hiện chồng toán tử, và nội dung của chúng ta cái phần này nó là thực hiện nốt cái phần còn lại. Cái này thì cũng không hề khó khăn lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào cái chỗ này viết hàm nguyên mẫu trước. Ở đây thì do là cái kiểu trả về của nó là bool, cho nên là chúng ta sẽ có là bool này, sau đó là operator. Operator bây giờ chúng ta so sánh bằng 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 đấy. Trong này thì chúng ta sẽ cho một cái hàng, đó là hàng phân số, cho một cái dấu và đấy cũng được. Sau đó thì ở trong này chính là hàng đấy cuối cùng như thế này. Cái chỗ cuối cùng này có thể bỏ hoặc là để cũng được nhá, đấy bên vào đây, nhưng mà nó thường là nó có hàng, với cái hàng số mà nó trả về chỉ có thể là true hoặc false, thế là để cũng không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ còn một cái dòng nữa để so sánh lớn hơn nhỏ hơn. Chỗ này là nhỏ hơn trước đi, và chỗ này sẽ là lớn hơn. Xong cái chỗ này, bây giờ chúng ta sẽ viết xuống dưới cùng này đi. So sánh thì nó không có gì nguy hiểm đâu. Ở đây thì chúng ta viết lại phân số, chỗ này là kiểu bool, đây là operator. Operator so sánh cái này trước. Ở đây chính là phân số, số và p, đây là hàng. Ở chỗ này thì trước chỗ này cũng có một cái hàng đấy. Đây đây thì đơn giản chỉ là return. Return cái gì? Chúng ta đang so sánh bằng đúng không? Nếu mà bằng nhau, tức là phân số thứ nhất tử chia mẫu bằng phân số thứ hai tử chia mẫu, vậy thì có nghĩa là z chấm, hay là tử đi, tử nhân với 1.0 chia cho mẫu thì bằng với p chấm tử nhân với, ở đây là 1.0 và chia cho p chấm mẫu. Đấy, đơn giản như thế này thôi. Tiếp, chúng ta sẽ so sánh lớn hơn, so sánh nhỏ hơn. Này là nhỏ hơn. Và chỗ này là so sánh lớn hơn đi. Lớn hơn thì thế này, ta chỉ cần so sánh như thế này thôi. Tức là cái thằng hiện tại em đi so sánh cái thằng P. Bây giờ chúng ta cứ thử thế này nha, tí nữa sai thì chúng ta đổi dấu lại không sao cả. Cái này đổi dấu này, cái này. Thế nào? Sai thì chúng ta sửa. Cái việc code mà nhầm lẫn thì không có cái gì là to tát cả, cho nên chúng ta rất là bình thường. Ở đây chúng ta sẽ xuất ra, đó là P1 đi, nhỏ hơn P2. Nếu P1 nhỏ hơn P2 thật, home tab. Nếu không, LSE if P1 bằng với P2 thì dưới này là cout ra, đây là P1 đương đương với P2, và dưới cùng này thì chỉ còn cái trường hợp eo thôi, P1 lớn hơn P2 thì nó là cout, mình cứ quen mất. P1 lớn hơn P2 xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhập vào xem cái kết quả chúng ta nhận được nó là cái gì. Trừ đâu, trừ 2 phần 3 chứ. Rồi, chúng ta sẽ nhập 2 phần 3. Thì đây đúng là P1 nhỏ hơn P2, và kết quả chúng ta được như thế này. Bây giờ mình sẽ sửa lại một chút để cái chỗ này làm sao để nó không xấu như thế này. Xem nào, nhập được rồi. Operator, đây.
bỏ cái này đi, nhập phân số. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nhập vào vài cái nữa để xem là như thế nào. Ví dụ chúng ta nhập vào 2 phần 8 và 9 phần 3. Đây, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái kết quả của chúng ta ấy, ở đây thì nó là rút gọn này, 2 phần 8 rút gọn, 9 phần 3 cũng rút gọn. Sau cộng hai cái thằng này vào thì nó được kết quả như này, trừ thì như thế này và nhân thì như thế này, chia thì là như thế này, không biết có đúng hay không. Cái này là đúng rồi, chia cho 3 mà. Cái này chia cho 3 thì đúng là chia cho 1 phần 12, đúng rồi. P1 nhỏ hơn P2 thì chính xác, P2 này bằng 3 cơ mà, P1 là 1 phần 4. Đấy, như vậy là chính xác rồi. Cái yêu cầu của cái đề bài đến thời điểm hiện tại là mình đã cùng với bạn thông qua 3 cái clip này thì đã làm rõ mọi cái vấn đề xảy ra và cái đề bài này nó yêu cầu. Đấy, nội dung của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài tập tiếp theo.